này đứng trước cả trước cửa nhà người ta ăn trộm ăn cắp à? Này đừng có mất dạy nhé, chị mày đánh vào đây. Mở cửa ra, nhanh lên. Mở cửa làm gì? Nhà người ta đòi xâm nhập gia cư bất hợp pháp à? Xâm nhập cái gì? Mày ra đây nói chuyện, nhanh lên. Về đi. Cái thằng này. Đi ra ngoài đấy, nhanh lên. Ra làm gì mày phải ra? Đi ra ngoài này nói chuyện. Không ai hút nào mà chấp nhận được như thế chơi. Gì? Tự nhiên lại ngồi trước cửa nhà người ta. Người ta ngồi đây đánh bạ đấy. Có gì mà ăn đâu mà ăn bạ. Giờ ăn bạ đó. Giờ tốn bao nhiêu tiền đi Grab qua bên đây. Đi. Hả? Đi làm mệt mỏi. Thời gian thì đã không có rồi. Còn cả tháng. Đi chôn này chôn nọ nữa. Đi ra người ta quét nhà. Cái thằng này. Đi. Có cái sẵn cái chỗ đây tôi đóng cho mình một trận mới được. Chắc là. Thôi. Đó. Ăn gì tự nhiên. Em là em hơi bị quá đáng nha. Quá đáng gì quá đáng. Chị chịu trách nhiệm đi. Trách nhiệm gì mà trách nhiệm. Mình không chịu trách nhiệm tao ngồi đây tới tối xem mình biết. Đây ai nãy giờ người ta đi người ta nhìn quá trời luôn. Đó. Đi. Đi đâu? Bây giờ đi đâu? Có tiền là đi về đi. Giờ hết tiền đi xe luôn rồi. Hết tiền đi thẳng luôn. Giờ không biết đi đâu hết, giờ ngồi đây. Ngồi đây làm gì? Làm gì nhau? Ngồi đây làm gì nhau? Làm gì? Tự nhiên đi đứng đây. Người ta cười chưa? Em bây giờ em... Đó người ta nhìn. Em làm gì em làm đi lên đây. Đúng là ăn không ngồi rồi. Đúng là câu tục ngữ ăn không ngồi rồi. Người ta bao nhiêu việc người ta đang đi làm. Trời thì sắp mưa thì ngồi trước cổng người ta. Quấy đồ đến tốt. Đi. Rồi cho ăn đi, đói quá. Sáng giờ chưa ăn. Mày ơi, giờ mày phải mời chị đi ăn đi. Ăn gì? Không, chị đi qua đây rồi. Ăn gì? Đi ăn lẩu đi. Lẩu ạ? Ừ. Tiền đâu mà ăn lẩu. Ăn thịt nướng cũng được. Thịt nướng. Đây giống kiểu, giống cái ngày xưa gọi là trong nhà ngoài phố. Giờ sao? Giờ em phải xin lỗi đàng hoàng đi chứ chị không. Nhưng mà có gì xin lỗi ai đúng ai sai thì rõ ràng cái chuyện đó là chị là người cần thuê nhà, em là người cần cho thuê thì đúng còn gì nữa. Có cái chỗ nào sai đâu, có vướng mắc gì đâu. Em không thể nói như vậy được. Không. Sao không thể nói được? Chả có gì là không em nói. Em cố tình không hiểu lời chị nói chứ không phải là chị nói không mà không ai không hiểu hết trơn á. Có chị lớn mà chị trong cái bò mỏ lớn rồi chị nói thương láo rồi chị Ngân ạ. Trời đất ơi, đi ra đây, nhanh lên. Bây giờ mình đi kiếm nhà cho chị, nhanh lên. Rồi, chị đi kiếm nhà. Để một người có gì nhìn chốc ăn mày thôi. Từ đợi đi. Trời đất ơi mọi người ơi. Sao cô đã làm gì? Ông ơi em kiếm nhà đi cho chị đi. Đọc cô đây đọc cũng được. Chị có thuê nhà không? Chị có thuê nhà không mà mua nhà người ta? Bây giờ cái chủ tiên là chủ tiên. Trời đất ơi, ở đâu ra vậy? Trời ơi, anh Khương Dừa bán được sầu riêng thằng em anh nói được. Mày trốn đúng không? Mày trốn quán Khương đúng không? Mày tranh thủ trong lúc mọi người không để ý, mày lấy sầu riêng mang về đúng không? Trôm là mà trôm. Nói sao đi trôm. Sầu riêng người ta mua đàng hoàng là trôm. Mua cái gì? Giấy tờ đâu, hóa đơn đâu. Em làm cái gì em đóng tiền điện đóng tiền phòng cũng bao cao với chị ạ. Đây nhìn nó chính là thơm phức đó. Phải cái sầu riêng của anh Khương không? Của anh nhà bố ra mà dở một cái ha. Nói anh Khương chửi cho lúc đầu. Trời ơi bẻ một cái dao đó cho nó gãy đi. Được đó, chị thích ăn sầu riêng. Bây giờ chị muốn em thử mở sầu riêng bằng miệng. Chỉ có những người món như chị mới mở được thôi. Hôm nay mày rất phụng nghiệp với chị em, mày xứng đáng ăn quả sầu riêng này. Sầu riêng nhìn rất ngon nha. Đời của nhà ai. Đi trôn hết người này người nọ. Chà người ta em mời sầu riêng cho vui trái cây gì còn đòi nữa. Chị tưởng ai em cũng được khui sầu riêng cho chắc. Chị muốn ăn thịt nướng. Chị muốn ăn thịt nướng. Về nhà hối... Cái này chín rồi. Muốn ăn thịt nướng về hỏi bố lên Đắk Nông bố làm thịt cho mà nướng. Cái này chín rồi mà. Tắt ra thôi. Từ từ, nó phải có đường đi. Đó. Rồi. Nhưng mà đang đói ăn sầu riêng chứ không có sao. Tắt. Thì chị chờ tắt cái này. Chứ không có phải chờ em xíu. Thơm quá. Ủa à. Tí nữa thì mất ăn. Đấy cái đĩa. Đấy cái chén với mày thằng Sâm này. Chén đựng được bao nhiêu miếng? Thì nhà có chén đâu. Nhà không có đĩa à? Không. Ây da, ây da, ây da. Đó, ăn muối thì đi. Thôi ai ăn đời cầm chén thì ăn. Ăn sầu riêng. Đây là một cái phong cách quý tộc chị hiểu không? Tộc khỉ. Đó. Ngon lắm. Rất ít người gọi là may mắn được em bổ sầu riêng ra rồi em cho ăn. Chỉ đứng đùa à? May mắn. Ngon ạ. Sầu riêng anh Khương đi 6 cơm vàng lép ngon. Cơm vàng lép hả? Ngon quá chị ơi. Làm thêm muối nữa đi. Cái này một quả không đủ. Rồi mấy quả. Một trái này của người ta cũng 200 mấy rồi bà nội. Cái mà 200 mấy. 2 kg. Cái này chắc ký, hơn ký như nhiều. 2,2 kg đó bà nội. Điên hôm qua quả chị 2,2 kg to đùng. Nhưng mà cái này nó chắc thì thôi. Tào lao. Ngon quá. Tự dưng qua đây ăn sầu riêng này. Hôm nay mời chị qua đây ăn sầu riêng á, mục đích chính là ăn sầu riêng á. Chút nữa mày phải chịu trách nhiệm chở chị về nhà. Chờ sắp mưa rồi bắt trở về. Sắp mưa cũng phải chở. Miệng vừa nói về ăn. Miệng ngon nhỉ. Muối này nó bị sợ rồi. Ăn đi sữa. Ăn đi. Sữa em mới nên ăn á. Tự nhiên qua đây được ăn sầu riêng. Em mời thì có đem sầu riêng á. Cảm ơn cái phúc của em. Còn ăn gì đâu? Thấy cô không còn cái gì đâu. Thôi nói chứ bây giờ đi chở chị đi kiếm nhà đi. Ta là lỡ qua đây rồi phải kiếm nhà cho chị chứ. Nhà ở khu này thì nhiều nhà lắm. Nhưng mà nhà em mới là tốt nhất chị ạ. Hầu em. Em thật đã lên phòng đi. Thôi dọn đi. Này. Đang về tối hai chị em ra ngoài đường mà gặm này. Cái này tắt nốt ra mà ăn. Ăn hết rồi không? Ừ, được cái xong. Đấy còn một muỗng. Cái này ngon này. Chính nhà thì hôm nay qua được ăn sầu riêng. Rồi, ăn đi, ăn nhanh được. Chết ca rồi, nó lại lên để đặt bánh này. Chết ca rồi. Thôi im đi để cho mà. Đúng rồi. Khó hiểu con gái, khó hiểu à. Xin lỗi cái lông em. Bây giờ cô chân. À, về cho về ha. 5 chỗ. cho ăn một viên ngon. Lên phòng đi, lên phòng đi. Thôi đi nào. Cũng nợ của nhau. Nợ. Đấy biết là của nợ đấy. Không được cái tiết sự thì mất cả buổi chiều. Chưa kiếm được nhà luôn rồi sao rồi mai ra trường à? Rồi đi qua đây có mấy chỗ này. Giá sinh viên gì không?